Em xin kính chào quý thầy cô, em tên là Xuyên Nguyễn, mã số định danh của em là 2374 nhà 129. Em xin rút ra bài học Tâm Đắc Ngộ Ra của em buổi thứ 81. Thì buổi hôm nay thầy giải tiếp theo về chữ tính. Chữ tính ngày hôm qua đó là mình hiểu được rằng là mình cần phải trọng chữ tính để mà mình giữ được cái thần linh thần lực, cái lời nói, trọng lượng cái lời nói của mình có giá trị. Và được lắng nghe. Thì hôm nay một cái khái niệm nữa về chữ tính mà em rất là tâm đắc, đó là mình coi cái gì là quan trọng nhất. Con người á, không có cái khái niệm là quá bận rộn, mà là cái gì quan trọng nhất thì họ sẽ ưu tiên. Ví dụ như mình có thể là không ăn ngủ đúng giờ cho bản thân mình, tức là không phải là mình không coi trọng, nhưng mà mình coi trọng cái việc mình phải đi gặp một người thân gia đình mà họ không thể, ví dụ như sắp tới giờ họ bay đi nước ngoài đi, thì họ sẽ rất là lâu mình có thể gặp lại họ, nhưng mà họ gọi thì mình cũng chấp nhận với cái lời mà vào cái lúc đang cái giờ ăn trưa hay ăn là chiều của mình chẳng hạn, nhưng mà mình coi cái đó là cái cuộc hẹn quan trọng thì mình sẽ chấp nhận đi gặp. Thì trong cái công việc của em cũng thấy rằng như vậy. Ví dụ như mình hẹn họ một cái meeting nào đó cho cái business, nếu mà họ không cảm thấy quan trọng thì họ sẽ không đến, chứ không có cái khái niệm là họ bận. Cho nên mình phải hiểu là như vậy, để mà mình đừng có quá thất vọng. Thực sự là trong cái nghề làm việc của mình thì mình sẽ thất vọng rất là nhiều nếu mà một người họ hứa chắc chắn là họ sẽ đến cái sự kiện đó, hay là cái meeting đó, hay cái cuộc gọi đó, nhưng mà họ cuối cùng họ từ chối, thì mình biết là cái đó nó không có quan trọng với họ. Ví dụ một người mẹ mang thai thì họ sẽ chú trọng vào việc là họ phải chăm sóc bản thân đúng giờ ăn, giờ uống, giờ ngủ nghỉ để mà họ bảo dưỡng cái thai nhi của họ. Đó là một cái yếu tố mà em thấy rằng là cái chữ tính này mình cần phải hiểu là người đó họ cảm thấy cái gì quan trọng, ít hay là cần gấp hay như thế nào đó thì họ sẽ làm cái việc đó. Em xin rút ra cái bài học này cho chính bản thân mình, và cũng như là trong cái mọi cái công việc trong cuộc sống, là chữ tính nó không chỉ là giữ lời như đúng giờ, hay là mà họ còn đặt cái việc nào nó quan trọng hơn. Bản thân mình cũng vậy, bản thân mình cũng sắp xếp coi công việc nào gấp, công việc nào quan trọng, công việc nào chưa cần thiết, thì mình sẽ xử lý theo cái thứ tự ưu tiên đó. Đương nhiên là cũng phải sắp xếp cái thời gian để mình cam kết làm những gì mình nói và nói những gì mình làm đúng giờ và giữ lời hứa với người ta. Em xin cảm ơn, rất rất là cảm ơn cái khái niệm này của thầy, và em hiểu hơn được cái tâm lý khách hàng của mình, để mình đừng có quá bức xúc. Em xin cảm ơn thầy ạ.